Công an huyện Thới Lai vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh, công an xã, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông xã Thới Thạnh tổ chức ra mắt mô hình trường học không ma túy, không bạo lực học đường. Ban chỉ đạo mô hình trường học không ma túy, không bạo lực học đường gồm có 11 thành viên với nhiệm vụ trọng tâm là nhà trường phối hợp với lực lượng công an, ban ngành đoàn thể xã và phụ huynh học sinh tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dục học sinh có biểu hiện liên quan đến ma túy, gây rối trật tự, đánh nhau trong và ngoài trường học để có biện pháp giải quyết kịp thời, không để xảy ra sai phạm. Thông qua mô hình này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về khả năng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ bản thân, phòng chống tệ nạn ma túy, bạo lực học đường thông qua nhà trường và cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng trường học văn minh, đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.